Năm mới 2022, sau đây các bạn học sinh lớp 3 bộ môn tiếng Việt sẽ gửi lời chúc tới tất cả các thầy cô và bạn bè. Năm hết Tết đến, bé chúc cả nhà, cha mẹ, ông bà dồi dào sức khỏe, chúc chị mọi điều như ý, học hành chăm chỉ hoan hỷ cả năm. Bé chúc mọi người đầy ắp tiếng cười, tràn ngập tình thương, an khang thịnh vượng. Chúc mừng năm mới mới 2022. Năm mới 2022.